menu đã hết cần rồi chị. Đã biết update menu lần này của Tự Do có gì mà mạnh tay thế nhở? Hôm nay em trai sẽ khởi lên menu cực kỳ xịn sò mà Tự Do có. Menu được làm từ nhựa tái sinh PVC bảo vệ môi trường, với thiết kế tinh gọn, chia mục theo đúng hành trình chọn món, với đầy đủ hình ảnh minh họa, chắc chắn anh sẽ dễ dàng chọn lựa được những món nhậu phù hợp với nhu cầu của mình. Và đây là trang bìa cùng với một số trang giới thiệu về những dòng ba must try. Tiếp đến là chia sẻ của đợt update lần này, hát hải sản cùng với các nguyên liệu hảo hạng như hàu, tôm, vẹt, đặc biệt còn tặng thêm hai xe Corona như này nữa chứ. Tiếp theo là món mới nữa nè, thêm riêng một trang cho các món dê tươi, đặc biệt là lẩu dê khô chỉ có giá 285 cành thôi. Thứ này là best seller lần này luôn nha. Tiếp đến là rau ngọt, salad, hải sản, món ăn chơi, món nhậu. Ôi là trời, các anh cứ thoải mái mà đi chợ luôn. Mà còn phân vân nữa thì các anh có thể gói cho mình một combo từ 4 đến 6 người. Với bữa, thêm tí lẩu, tí cơm là chắc chắn ngay. Menu được update lần lượt các cơ sở bắt đầu từ lễ thọ ngày hôm nay. Em Trang xin thay mời các anh quan thẩm và cho em Trang xin một ít feedback nhé. Hẹn gặp lại các anh tại quán nhà Tự Do. I've been everywhere.